Vâng, xin chào quý vị, bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến Xe Tải Hà Nội. Thì đâu là chiếc xe tải 3,5 tấn với thùng hàng lớn nhất Việt Nam? Đã, tôi xin khẳng định là lớn nhất Việt Nam nha. Chiếc xe tải Terra 345L của tập đoàn Daihan Motor, nó sử dụng động cơ Isuzu. Và đây là chiếc xe tải 3,5 tấn là có thùng hàng là lớn nhất trong phân khúc xe 3,5 tấn. Đó. Phân khúc xe tải 3,5 tấn thì anh em sẽ có những cái lựa chọn xe với những cái phiên bản thùng. Đầu tiên là phiên bản thùng 4m, 4m3. Dài hơn một chút đó là 5m. Và ra hơn một chút nữa đó là 6m. Đó, nhưng mà với chiếc xe tải Terra 345L này, nó có thùng hàng lên đến là 6m35. Dài, rộng, cao nhất trong phân khúc xe tải 3,5 tấn ở Việt Nam rồi. Đó. Và bây giờ hãy cùng tôi xem chiêm ngưỡng chiếc xe tải Terra 345L này với phiên bản thùng cao cấp nhất, có sàn gỗ và gia công rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết. Mời các bạn. Về nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng của chiếc xe tải Terra 345L này thì tôi cũng đã có rất nhiều video về chiếc xe tải Terra 345 này rồi. Và nếu các bạn là chưa tìm hiểu, chưa rõ về chiếc xe tải Terra 345 này thì tôi sẽ để cái phần link ở dưới phần mô tả một cái video giới thiệu chi tiết nhất về chiếc xe tải Terra 345. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ đi sâu vào cái mục đích chính của video, đó là giới thiệu về cái phiên bản thùng lớn nhất của chiếc xe tải Terra 345. Và nó là phiên bản chất lượng nhất từ trước đến bây giờ. Và tôi khẳng định với các bạn, đây là phiên bản thùng chất nhất ở miền Bắc. Ở miền Nam thì tôi không nói nha, nhưng mà với ở khu vực miền Bắc này thì đây là phiên bản thùng là gần như là hoàn thiện. Và cái độ hoàn thiện là tuyệt đối nhất. Và các bạn khi về không cần phải gia công cái gì cả, cứ thế mà chở hàng là quá ok rồi. Đó. Đầu tiên về ngoại quan, như anh em thấy là tất cả những cái phần đây là tôi đã bỏ bạt ra để anh em chiêm ngưỡng rõ hơn. Đã bỏ bạt ra để chiêm ngưỡng được toàn bộ. Và như anh em thấy là về ngoại quan thì phiên bản thùng xe tải Terra 345 của Tây Đô chúng tôi đóng đã là ngoại quan rất là đẹp rồi. Với ba khoang như này, kích thước dài của chiếc xe tải Terra 345 này với phiên bản thùng này đó là 6m35, dài nhất trong phân khúc. Đó. Chiều rộng là 2m và chiều cao cũng là 2m. Đây là phiên bản thùng gần như là lớn nhất rồi. Với khoang hàng tính theo khối nó sẽ được 26 khối nha. Đó. Và về ngoại quan thì đã rất là đẹp rồi. Tất cả những phần ví dụ như cản hông đều là inox. Và đây là phần cản hông rất chắc chắn. Như các bạn thấy cực kỳ chắc chắn. Và toàn bộ cản hông này đều là inox. Như các bạn thấy thanh ở đây cũng là inox. Và thêm nữa là chiếc xe này chúng tôi đã bò sàn là inox. Với cái bao sàn inox này thì nó cực kỳ tuyệt vời cho tất cả những anh em mà muốn chiếc xe của mình nó đẹp, nó sạch. Đó. Và thêm nữa là tất cả những anh em nào chở những cái mặt hàng như đồ muối mặn là rất thích cái phiên bản bo sàn inox này. Bởi vì nó sẽ không bị ăn mọt cái phần thùng của mình. Đó. Khi bo viền như này thì cái muối mặn và cái hơi biển thì nó sẽ không bao giờ nó ăn mọt được cái phần thùng của mình. Đó. Đây là một cái bo sàn cực kỳ tuyệt vời. Và đây sử dụng là inox 271 cực kỳ chắc chắn. Về cái độ ăn mòn thì gần như là tuyệt đối rồi. Đó, nó chỉ kém 304 chút thôi. Đó. Phía trên của những chiếc bửng của thùng thì như anh em thấy là ở phần inox ở trên hàng rào này thì chúng tôi đều là dập lá me rồi. Đó. Và những cái mốc như này thì chúng tôi đều làm là những mốc inox toàn bộ. Trên cái thùng này chỉ có cột kèo sắt trụ là bằng sắt thôi và bằng kẽm thôi. Còn đầu toàn bộ là inox. Và đây là inox 201 cực kỳ chắc chắn và dày dặn. Và cái phần inox này nó sẽ có độ dày là 0.8, gần như là dày nhất trong tất cả các loại xe tải mà anh em sử dụng là loại inox. Đó. Và dập lá me là tạo cho độ chắc chắn cũng như là độ thẩm mỹ của xe. Đó, cực kỳ đẹp. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ mở cái phần bửng này ra cho anh em xem bên trong lòng thùng. Về độ hoàn thiện cực kỳ cao của chiếc xe tải Terra 345 thì như anh em thấy là tỉ mỉ đến mức là cực kỳ tỉ mỉ. Khi anh em thấy ở đây là tất cả những cái tay nắm cửa là chúng tôi đã bọc một cái lớp cao su như này. Đó, bọc một lớp cao su rất là khi mà chúng ta nhổ cái phần khóa đuôi tôm này ra thì sẽ không bị đau tay. Đó, cực kỳ tỉ mỉ rồi. Những cái sản phẩm của Tây Đô cực kỳ chất lượng. Vâng, và đây là bên trong lòng thùng. Như các bạn có thể thấy là tất cả những cái phiên bản ở Tây Đô là khi mà ra mắt đến thị trường, khi mà đến tay với khách hàng thì những cái phần bửng như này thì đều được bọc hết. Và đây là sử dụng là tôn lạnh. Đó, tôn lạnh với độ dày 0.8. Còn về phần sàn thì sao? Như anh em thấy ở đây là phần ở bên trên là sàn thép. Và cái độ dày của sàn thép này là 2.8. Và chúng tôi đã sơn một lớp phủ ở bên trên. Đã làm mục đích chính là nó chống rỉ. Và thứ hai nữa là thứ nhất là nó cũng là chống rỉ. Và thứ hai nữa là nó sẽ đẹp cho cái phiên bản xe của mình. Và khi mà anh em nhìn ở dưới đây thì sẽ thấy được là độ chắc chắn của chiếc thùng này là chúng tôi đã thêm một lớp sàn gỗ keo. Đó, thêm một lớp sàn gỗ keo ở bên dưới. Đây, mời anh em camera có thể quay rõ hơn.
thêm một lớp sàn gỗ keo như anh em thấy ở đây. Đó, không hề giấu giếm luôn, sàn gỗ keo. Và cách mỗi cứ đan xen một dầm thép sẽ là một dầm gỗ để gia cố thêm thùng. Với cái phiên bản sàn gỗ keo này thì gỗ keo thì cái tính chất của nó là bền và nó cũng dễ gia công. Đó. Còn rất nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao lại sử dụng gỗ keo mà không sử dụng những loại gỗ khác. Thì gỗ keo là một gỗ công nghiệp và nó chi phí giá thành của nó cũng thấp và chất lượng của nó cũng rất là tốt, nên là chúng tôi sử dụng gỗ keo. Và phiên bản sàn này nó sẽ dày là 4 cm nha anh em. Đấy, 4 cm tức là hơn một ngón tay của tôi. Đó, với cái phiên bản sàn này. Đấy, cực kỳ dày. Với cái sàn như này anh em hoàn toàn có thể chở đến tầm 6-7 tấn là không vấn đề gì cả, không cần phải gia cố thêm thùng. Đó. Và cứ đan xen mỗi dầm thép một dầm gỗ như này thì càng chắc chắn hơn. Đó. Còn về đằng sau đuôi thùng thì sao? Như các bạn thấy ở đây là chúng tôi đều một cái độ gia công cực kỳ tỉ mỉ rồi. Đó. Như anh em thấy là tất cả những cái phần đằng sau như này đều cũng là dập inox lá me và đều đã được bo đen thùng đầy đủ hết rồi. Đó. Như anh em thấy là bo đen thùng như này thì thứ nhất là bảo vệ thùng và thứ hai là thiết kế của nó cũng rất là đẹp. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Và nếu như các bạn tài nào mà chạy xe lâu năm rồi thì cũng nhận biết được đâu cái nguồn gốc xuất xứ của chiếc thùng này là ở đâu. Tất nhiên là chắc chắn là đến là từ Hưng Yên rồi. Đó, nhưng em thấy cái thiết kế này thì không thể lỗi mốt được. Và Hưng Yên cách đây rất nhiều năm mà họ đã sử dụng cái thiết kế này rồi. Đó. Và những cái cửa như này thì chúng tôi đều sử dụng đó là răng cao su loại to và rất là khít. Đó, như anh em thấy rất là khít. Đó. Tất cả những cái khóa đuôi tôm đều được bọc hết rồi. Đó, cầm rất nhẹ nhàng, mở lên rất nhẹ nhàng, không hề đau tay. Đó. Vâng, và vừa rồi thì tôi cũng đã show cho các bạn xem được là chiếc xe tải Terra 345 với phiên bản thùng Tây Đô đóng thì nó đã như thế nào và chất lượng ra làm sao. Đó, và trên thị trường thì giá thành của chiếc xe tải Terra 345L với phiên bản Tây Đô đóng như này thì xuất ra thị trường thì chỉ với mức giá là chênh lệch so với những chiếc xe của đại lý khác, nó chỉ chênh một vài triệu thôi. Và đây là một cái cân nhắc cực kỳ lớn cho khách hàng là anh em đầu tư thêm một ít là để lấy một phiên bản thùng chất lượng hơn, có sàn gỗ bọc phún bảy bừng như này và toàn bộ là inox 2-1. Đó. Nếu anh em có nhu cầu cũng như là muốn được tư vấn thì hãy liên hệ tôi, hotline tôi để ở dưới góc màn hình, và đừng quên like, share và đăng ký kênh để chúng tôi động lực để ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.